Hello, xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Lúc này là vào khoảng 7 giờ sáng. Video này mình chia sẻ cho những ai, cho các cô chú, các bác đã từng chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung vào tháng 2 năm 1979. Ngay tại đây, khúc cua, ngay tại km số 7, ngay tại cây cầu Suối Gùn, nay thuộc cầu Bản Gùn và thuộc xóm Bản Gùn, xã U Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Nếu một trong các số các cô các chú ai đó đang còn sống và biết tung tích hài cốt này thì lên tiếng để giúp cho người nhà tìm được thân nhân, cho bác đã từng chiến đấu nằm tại đây tìm được người thân để được an táng tử tế. Hôm nay ngôi mộ này đã được các ban ngành của nhà nước có thẩm quyền đã tiến hành khai quật, và theo phán đoán của các cô chú thời trẻ, những người đã từng tham gia dân quân, những người già là dân bản địa tại địa phương sinh sống lâu năm tại đây chia sẻ, cho rằng là ngôi mộ hài cốt này là của một người lính đã từng chiến đấu và hy sinh vào tháng 2 năm 1979 trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung, cuộc chiến tranh rất là khốc liệt. Và video này mình cũng tiện luôn chia sẻ về thông tin của một chú tên là Vi Nghiệp Khuya. Quê chú ở thôn Còn Pá, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, là lên tìm anh trai là Vi Nghiệp Bao đã từng chiến đấu ngay tại chiến trường này, ngay tại nơi đang khai quật ngôi mộ này. Còn về nơi phần mộ hài cốt này có phải là người lính hay không thì ngay sau đây mời các bạn xem video và hình ảnh thực tế có phải đúng là như thế hay là không. Nếu mà đất không lở cũng biết, không biết. Thấy anh Hòa bảo là chị nhà phát hiện ở lúc các ban ngành xuống đây thì là thấy anh bảo là lúc ấy ra thì cái em tất nó còn màu xanh với lại có vải dù. Cái này cũng đây, vì cái này ở đây là trước là 6 cái. Vâng. 6 cái thì mình đã quy tập hết, là không biết còn sót hay không. À. Đấy. Theo kết luận thì đấy, theo cái kết luận ấy thì là trước là cái phiếu cung cấp của xóm và của gia đình là và hết ở khu vực dãy này là hết. À. Trên này ngày trước là có 5 cái. À. Không, 6 cái. Ở đây 6 cái. Đấy mà. 6 cái. Khai quật 5 cái rồi. 6 cái. Trong kết luận địa bàn là 6 cái. À. Xong là hiện trình ở đây một đại đội luôn. Vâng. Một đại đội gì hết. Mà xảy ra như thế. Cái đội người còn lại của anh đây. Vâng, những người cũng đã từng đi chiến trường ở đây thì nó cái thời đấy là người ta hiểu. Xong rồi chưa được ăn nghỉ đến nơi chúng. Vâng, đấy. Người chị là bên thương binh lao động à? À, lao động. Chị là cũng Hòa An ạ. Sườn nha các bạn. Sườn ống đang nhỉ. Đông người quá các bạn. Đấy. Lên xương mặt chân. Đi. Cứ tổ phải cầm lưỡi ngay nhá, phải à. Nhưng mà là dọn cái hết rồi. Ừ. 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 Ừ.
Nghĩa Trang là lâu đi đi à nạp phải là lúc còn khai ở lúc còn khai là có tiền sườn ấy. Sườn đùi nhà bác nghe chị nha, sườn đùi. Có di vật gì không nhỉ? Đồng mỗi đồng tiền đây nhỉ? Có mỗi đồng tiền kìa. Cúc 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 áo. Của Việt Nam, đồng tiền Việt Nam 1976 à? Như các cô nhỉ? 1976. Thì các cô là xác định là cái này là của Việt Nam ta đúng không? Tàu ai mà chôn mày nữa? Không phải chôn. Đây là hải cốt của. Chết rồi còn, còn đi chôn cái thằng tù làm gì? Chết ở lung tung này là chỗ tha thôi. Vâng. Thì mặc quần áo là nó biết mà bộ đội mình bộ đội tù. Ai mà đi chôn mày? Chết là nhiều con chó rồi. Mình mới chôn rồi ạ. Đó là đồng đội. Đồng đội chôn. Đây là đồng đội chôn. Dân chạy hết rồi, làm chôn vào đâu. Đào về nó còn chưa là một tháng. Một tháng thì các con thú nó tha đi ngay chứ. Đánh ở trên này nên ra là chết ở đây thì chôn. Chết nó chôn. Từ Bắc Cạn lên chuyển lên bảo là giúp nhau về chiến đấu là về đến đây là một số hy sinh đánh nhau tại đầu cầu. Đầu cầu ở chỗ cầu Nạm Pạc kìa cô. Nạm Pạc ở trên. Vâng. Đây là cầu cây bảy. Đó là cầu cây bảy ạ. Ngay cầu cây bảy mà chiến đấu ở đây mà Nạm Pạc chiến đấu khác. Mà sao lại nhét đồng xu vào mồm nhỉ? Dân tộc như thế mà. Đây là nghi là người dân tộc mới biết làm. Đúng rồi. Những người xuôi không biết làm đâu. Đường thường bây giờ vẫn thế mà. Không có đồng xu nào. Bây giờ không có đồng xu như vậy. Đồng tiền bạc vẫn đút ở đâu cô? Vẫn đút mà. Nếu mà đồng đội áo bên này nó biết rồi. Ý là mấy là muốn là khẳng định phải đồng đội không? Đấy, ý ông đấy là như thế. Mình cũng xem quần áo nó. Nó bảo gửi cái quần áo này cho nó xem. Thì anh cứ chụp đi. Con bọ nó vào nó bảo khả năng sợ tàu nó bảo thế. Nhưng mà bây giờ có đồng tiền. Tàu ai mà chôn? Tàu không có ai chôn đâu. Chết rồi, mình chạy sắp chết rồi còn đi chôn tàu à? Vứt ở đây thôi. Người mình đi nấu cho biết chôn mà. Ông ấy bảo là cái tất dài không? Mình ở cái tất chiều ngắn thôi đúng không? Tất ngắn. Tất ngắn túi. Thì chụp ở đây cho hộ trông đến chân. Cả đôi tất nữa anh chụp cả mày dù. Thời gian này ông vào khách vào xem thì. Thế? Ông muốn chụp vào của ông này. Gọi cho ông. Dạ bây giờ không có thông tin thì bác xem được đâu. Thả với ông bây giờ có thông tin thì bác mới biết được chứ. Anh dở cái áo ra. Dở cái áo ra xong khuy khiếc các kiểu anh chụp cái khuy. Khuy áo nữa anh. Bọn nó không ăn về. Ồ, năm nay bao nhiêu tuổi cô ạ? Ồ. Thế 60 61 thế rồi. Ồ. Thế thì được chạy rồi. Được chạy rồi. Lúc kia bờ mình đang tuổi răng tròn đó. Vâng. Chạy đâu. Nghỉ cay chứ. Cay đầm nè, nhục nhã, có chó... gì ăn đâu. Chạy lên núi. Chú đang đi tìm người nhà. Chạy ruột tôi. À. Hôm nay là được phòng chống châu thông báo tôi lên mà. Tôi có đơn. Chính tôi có đơn từ ban đầu mới có cuộc ngày hôm nay. À. Đấy, tôi có cuộc gọi là bây giờ là đấy gia đình ở đây báo về này. À, đấy địa chỉ cho ông Kính. Đây là. Đúng rồi, ông Kính. Thấy ở đây là ông Kính điện cho. Mấy năm trước ấy là tôi về hay về đây. Ông ấy mất rồi. À, thì chú mới là vào nhà bà này. Chứ là chú biết này, còn chưa bảo đâu. Cháu quay lại chia sẻ. Đấy, cháu quay chú. Đấy. Nhưng mà từ chỗ này thì trước nó bằng nhiệt mao. Đi nhiệt mao. À.
câu mày, xưa của mày có mật khẩu không? Nơi anh Vi Nghiệp Mao, quê Lạng Sơn, chiến đấu ngày mùng 2 ngày tháng 2 1979 hy sinh, ngã xuống tại nơi này. Bây giờ tôi đi tìm nó mất, chưa tìm hài cốt đã 43 năm. Để cầm đi, cầm đi, cầm đi. Tìm mộ liệt sĩ Vi Nghiệp Mao hy sinh tại km số 6 bản Củn, suối Củn Ngô Lão, Hòa An, 1979 mất tích 43 năm. Để cũng lâu ấy nhỉ chú nhỉ. Để quay lại. Rồi rồi. Quay lại kỹ. Đó. Đó đó đó. Rồi chú ạ. Thế là chú cũng lên tìm cũng rất là lâu, rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Mình mới để cái thông tin này chỗ nhà ông Kính đây này. À. Ở đây mình cũng ngồi ở đây không. Lúc nào về mình cũng thắp hương ở đây, nhưng mà không biết là các gia đình ở đây có thông cảm không, là lúc mình cứ năm nào mình qua đây là mình thắp hương, nếu có điều kiện là mình về đây thắp hương. Đấy thì hôm nay thấy gia đình ở đây báo về thì mình mới lên mà. Nó ngoái điện về mình mới làm đơn mà, mình làm đơn mình gửi cho phòng thương binh xã hội của nó, Hòa xã cái thứ đấy. À lúc chú lên đây là cũng biết là ở đây ạ? Chưa đã lên đâu, nhưng mà dân ở đây chứ gia đình chắc gia đình ở đây điện này. Với nhà ông Kính này là ông Kính điện cho mình. Vâng. Đấy. Thế thì hôm nay là đồng chí Việt ở phòng thương binh xã hội là qua điện cho mình. Mình mới lên. Chú Hiệp ạ? Chú Hiệp Việt chứ. À Việt. Việt chứ. Chú Việt ấy là sở thương binh xã hội huyện Nam An ấy. Đấy. Thế ông mới điện cho mình hôm nay là bốc. Chú cũng vừa ở dưới cái lên ạ. Nhưng vừa nãy là còn có xương cốt gì không? Còn đủ hết. Còn đủ hết. Trong có một cái đồng xu nhỉ anh nhỉ? Đồng xu xong rồi cái cúc áo bộ đội. Cúc áo bộ đội. Cúc áo đâu? Đây là cho chú xem ảnh. Đây. Cúc áo đây. Cúc này là cúc áo bộ đội đúng không? Phải không? Ở cái vải cái anh bận đâu ấy? Mình biết là bây giờ người ta còn đi phân tích hay là cái bộ đội người ta đánh giá được mình. Mình không biết. Mình không phải nhà chuyên môn, mình khó. Đây, khai quật ở đây các bạn. Đây này, đã xong rồi nhưng mà các cô chú anh chị em vẫn ngồi đây nói chuyện. Ma Văn Dũng, nó thằng này là... Bác chiến đấu ở đây. Đây sáng qua tôi tìm chiến đấu ở đây. Bác, thấy bác có... Thằng Tâm nó bảo này không? Nó được muốn. Cái này là cái đồng xu đấy. Cái đồng xu này không biết. Ở trong mồm. Trong mồm cái này không biết. Chú chỉ biết là sau này là... là cái đơn vị nó dọn, nó dọn thì nó chôn được nghĩa là chắc là đồng đội lấy vào không biết được. Tiền cái này là 1976 sản xuất ý. Đồng tiền đấy nó ghi năm cái số ấy còn gì bác gửi cho em, nó phải là năm sản xuất. Có khi người ta dân tộc nó biết à? Đây tao tìm được bằng này. Thằng này Thái đã từng đưa Thái này về quê tận kỳ đi về quân Hồng thế này. Hôm nay đưa bị quân chết này, thằng này cùng ấy đưa bọn thằng Kỳ đấy, sau đó là nó bị thương ở chân này, nó chết này. Còn đây thằng Tâm này, đây vừa rồi ngày hôm kia ông Kỳ nó vừa mới ở nhà tao xong, nó được quân mất Ma Văn Dũng, anh trai của bác sĩ Ma Nga, vợ của Lê Phong. Đây thằng này thằng Tâm hôm kia vừa mới ngồi nhà mình xong. À chú đang sống. Nó thằng này thì nó lại chặn ở dưới, nó bảo tôi chặn ở kia. Sau khi mình đánh giặt lên đây nó nhảy lại vào là cái tao đi được trên miệng suối. Nó mới trèo lên cái kênh thủy điện cho nó ra tận nhà máy, một mình nó thoát chết ở đấy. Còn đấy, thằng Dũng này. Thằng Dũng này nó bị quây ở các cái chùm cây kia ở đây 8-9 ngày thằng này. Bây giờ nhà nó ở cạnh công an thành phố Thái Nguyên. Trung Quốc nó quay ấy, bác. Trung Quốc đâu, nó đánh xong nó vây ở đấy. Nghe bảo nó vây ở đây 8-9 ngày cơ. Thằng này nó bảo là tôi với một thằng lính thông tin nữa nằm ở trong bụi nghĩ là chết thôi, phải ăn lá cây rừng này mà đến nỗi tưởng chết mà cuối cùng đến bây giờ vẫn sống, nó không ai tin thằng này ông Dũng. Nó bảo là cái thằng nằm cùng. Chú cái gì Dũng hả bác? Thằng này là thằng Ma Dũng, nhà bây giờ cạnh công an thành phố Thái Nguyên. Đó, vẫn nghĩ... học lên nhưng mà chưa gặp được thằng này. Còn thằng Tâm lên rồi. Đây còn thằng này Triệu Tiến Độ, em rể Lôi Giang đây, nhà nó ở đường rẽ Thang Hèn. Độ thì gặp rồi. Độ. Nhưng mà mẹ ơi đánh nhau, mẹ đéo biết thế nào. Thằng Độ thì mình mới hỏi nó bảo thế mày trẻ, cái chạy như vịt. Mình bảo thằng Độ thế mày đánh ở trận này thì mày chốt ở đâu? Nó chốt ở cái chỗ nhà máy đang thép bên trong kia. Đúng, nó nói thế là đúng.
hồi đó chưa có con đường mới này đâu, đây chỉ là đúng rồi. Cua lên thôi. Đây có mấy sườn luôn mà. Mấy cái nhà này ấy, là một cái ủ đất khẩu B41 nằm ở đây để chặn tăng. À. Còn tôi nằm đây trên bụi tre này này, thằng Thừa ngay bên dưới tôi này. Còn thằng Lợi mà bảo là cùng đường hào với thằng Thừa là bọn nó xét. Thằng Hùng C18 thông tin của sư 346. Thằng Hùng coi ấy, ở đầu cũng treo ấy, nó xét tôi chửi cho thằng Hùng coi như đẹp vậy, thằng kia thì thằng chém gỗ. Tôi chửi cho rồi nó bây giờ nó đi đường nó thấy mặt tôi nó tránh rồi đấy đó. Tôi hỏi nó mình bảo là mày, tại vì hồi tôi đi tìm bọn đồng đội đây. Thằng Hùng coi gì nó mới bảo là nó chuyên chiến thằng Thừa sinh như nào nói với ông ấy bảo thằng Lợi đó. Thế tôi hỏi nó, tôi bảo thằng Lợi hiểu chưa? Về sau ấy nó không nói câu nào cả, tao bảo ông nói phát. Ông đừng có nói nữa, nó bỏ nó chạy. Ông nữa. Ông nào thì gặp mà. Cái bà nãy ở đây thì bà ấy bảo là hai bà được thằng hả? Lợi vào cái lò gạch thì có thì mình nó bảo thì coi như thằng Lợi là đánh chết ở đây là bị viên cam 4 là bây giờ hiện nay là vẫn còn chuyên bên này. Thằng Tích ấy nó kể là thằng Lợi là dân con ngoài kia thôi, nhưng mà không biết là nó thế nào, nó chui đúng, nó từ bên kia sang, nó đi tắt từ bên kia. Nên hay là nó lọt vào khu vực này chứ nó không phải đánh nhau ở đây. Thằng Lợi ấy nó không được đánh nhau đây. Được đấy là để... cho nên là tôi đây này. Tôi cho mà nó rút. Anh phóng viên bên nhà báo nào đây? Tôi còn nhắn tin cho Lợi. Anh phóng viên này. Không, em thành phần đứng thì đến xem. À. Ông này ông chú rể đang có một tí việc ở nhà ông ấy thì những cái câu chuyện này ông kể rất nhiều lần rồi. À. Đấy, chú cháu nhà với nhau, nhưng hôm nay thấy bảo có vụ trong này này khác, như là ông nói chuyện ông ôm mẹ sao ông điện khắp nơi rồi. Như thế thì bao phải luôn chứ còn gì nữa. Không, tại vì anh ạ, nói chung là xưa các cụ đánh trận thì các cụ nhớ nhìn ấy. Thời loạn lạc xưa mấy lúc đấy là anh em mình có ra đời đâu mà biết. Còn em thì tự do thôi bác, em cũng trước em cũng vào đây thì tình cờ thì đi vào đây thì gặp anh Hòa bảo mày có làm video chia sẻ cái này không, để là mọi người đưa thông tin, thế là em mới chia sẻ video, thế mình các bác mới biết, thế là các bác mới giúp người ta khai quật hôm như ngày hôm nay đấy. Đấy thì là em cũng có làm cái video chia sẻ của em, thì hôm nay em cũng muốn vào quay để chia sẻ, để là ví dụ như là có cái di vật các thứ gì thì là có những cái kỷ vật gì để người nhà người ta biết, người ta tìm. Là em là người ở đây à? Cháu người Cao Bằng. Nhưng mà cái thông tin này là em là còn tôi nói làm cho nhà nước nhận biết mình. Cháu tự làm rồi. Tự làm cái gì? Vâng. Nhưng mà tí quay cho anh một tí để em lên quay lên tìm mộ địa chỉ cho anh cái đi. Vâng. Chú tên gì ạ? Bây giờ là nó là nghiệp kia. Hôm nghiệp kia là noi nhá, noi người quê. Người đâu tao đang tìm nó, người đó đang sống. Nhưng mà hồi đó nó là thằng khó rồi, nó cười nó luôn. Anh trai ruột là Vi Nghiệp Mau, đi vòng về đầu cầu để chính xác, sinh năm 1957, quay lại đây và đánh nhau tại thì bắt đầu là nó mới nhận được điện của đơn vị là không về đơn vị nữa, là anh trai đánh anh trai ruột hy sinh tại đây, tại đơn vị là sau đó chiến đấu ở đây giấy báo là thì nói là mất tích khó của thằng Hiệp là đây là sư đoàn 346 thì về cái gì Phạm Văn Ổ ký quyết định này nó chạy về Phạm Văn Ổ Ổ ông muốn hỏi thế thì hiện nay trong cái vụ như là mất tích nó được gia đình chúng ta đi tìm nó được 43 năm nay rồi vẫn chưa tìm được. Thằng Phú nhà máy nước, em là Minh Phong trong nhà máy nước. Minh Ly tìm. Minh nước thì là gì? Đấy, nhà nó tìm. Đấy. Tìm được các cái thân thằng Phú nó bảo là thằng Noi nó đứng ở cổng bến xe Đồng Quang, nó kể về trận chiến này. Thằng Thừa đi cùng nó chết như thế nào ra làm sao? Mẹ hiện nay là 95 tuổi vẫn còn sống. Thằng Phú kể lại đó. Trước khi già rồi. Thằng Phú hay thằng Minh? Bây giờ cố gắng làm sao tìm được tin tức về con ruột cho mẹ, là mẹ là cái trường hợp ông nếu này đi đến đây tìm là tôi cũng nghe mong manh rồi từ những tháng trước của năm ngoái tìm rồi. Vào đây bao nhiêu trận con trai của mẹ thôi. Tôi cũng đi lại đây hôm nay là lượn suốt, nhưng đến bây giờ đây ông bốn thằng này thôi.
Không, các bạn biết không? Hỏi bà thằng Tích, thằng Tích ở đây thì nó mày bảo nếu mà có cái gì thì mày phải điện tao, nhưng mà hôm nay tôi điện cho nó, nó có điện cho tôi đéo được. Chỉ có ông ấy lên, nói chung là ông ấy à, tôi vừa mới về, chính quyền làm công tác, tôi mới biết dân ở đây làm cái công tác mà mình làm công tác thân minh tử sĩ cho cái người đã khuất. Huyện đội này, tôi cũng rất là cảm ơn ông, cũng chỉ là nếu đúng người là bộ đội phòng cũng được cảm ơn này. Nếu tìm được ông anh nhìn ruột của tôi là tôi càng cảm ơn. Hiện nay tôi đang đi tìm vào đây mấy lần, đi tìm ba bốn lần anh trai ruột của tôi. Vâng, khó lắm, tôi thấy khó lắm. Khó như này chứng nghiệp nhỉ, khó vô cùng luôn. Bây giờ nói đây thì bây giờ chỉ còn cả cái này nữa thì cái mà đứa nào đánh giá là cái này là lúc đấy là bác là người đấy, là thế là có một cái đồng xu đúng không? Cái đồng xu là hai hào à? Hai hào. Đúng rồi. Ờ. Thì bây giờ lấy răng này mà xương ống răng còn nguyên, xương ống còn khác, xương ống còn nguyên hết. ADN xem khớp. Nếu nói rồi bây giờ về lại phải lấy tóc của bà già lại về thử lại. Mình muốn làm cái bộ tóc của nó ngắn nữa đúng không? Không, tóc không có rồi. Thử ADN mà. Không, tóc của bà mẹ nó lấy thử ra. Bây giờ mình đi thử ADN nó xem trùng khớp. Lúc này lấy ba cả răng lấy mẫu đi mà. Lấy ba cả răng đủ đủ. Lạng Sơn tôi kia đấy, vì phương tiện nó đấy, vì gặp tôi mà tìm mình đâu qua các cái tiền đi là bây giờ từ tháng 2 làm việc, gặp chính là bà cám nghiệp thì bà nói bây giờ cái trả mạng là chiến tranh bảo vệ giờ thử ADN xem có phải của mình không thì tôi mới nhập vào đen không thì tôi mới bới thì nhiều thằng nó chửi tôi lắm nhưng mà có tay đầu hoa của 81 câu chuyện của các chú các bác đúng là tuyệt vời, nói thật sự nếu mà để mà nói 579 cũng là không biết. Ông làm viết về chiến tranh 79 này. Vâng. Nó viết lấy từ lúc mà tiếng súng nổ lên, trước tiếng súng nổ lên bắt đầu nó đã viết rồi. Thế thì bây giờ mới nói về là tôi mới vào cái trang mạng này tìm mới mà đấy, đến bây giờ tìm được có 5 ông thì một ông cái thằng trung đội trưởng. Nó đánh ở Đài Loan này, đây là đơn vị nó đọc ra văn bản cho tôi hết mà. Nó bảo cái vị trí đánh nhau ở đây ấy, đơn vị của tôi là anh Quỳ chính trị viên này rồi, Tống làm đại trưởng. Rồi bác. Đấy, chỉ huy ở đây. Thế thì cái đơn vị nào? Anh Hoàng. Đơn vị đâu cho em nào? Xem cái ảnh kia nào. Bác gửi cho em phát được. Gửi qua Zalo. Xem cái ảnh đồng xu vắt như nào để cho các bác xem à. Cho các bác xem. Chính các bạn. Đây, đánh nhau đây, đất hồ phướng. Để trong luôn. Đó là những người tham gia đấy, các chú nói chuyện. Thì là nó không cái này là của xe chứ được tắm nó một chỉ một cái thôi về hết cho em về đây nghe mà đây đánh nhau cùng với cái đơn vị báo vụ mà sáng nay nói chung là quay chả có áo đâu mày áo kia chứ không phải là một người đâu đấy một đến ba đâu đấy nhỉ nó bảo có 82 thằng thế một bên này tôi thấy đâu đấy tìm gì 82 nào cái 4 đang là 1 nhá. Thằng Hung là 2 nhá. Thằng Hung là 3 nhá. Trường. Mèo. Tiểu là 1 trong của nó. Đang xấu. Tôi tìm ra. Cái ba là hồi xưa đội trưởng đội bóng chuyền biên phòng ấy. Ở đấy đấy, ông mèo này đấy. Mèo đang sống. Mèo ăn mà tao còn bị sức chán được cối này, hắn mà. Xong rồi mình hỏi là thế anh về anh được chế độ rồi đâu. Đây này, chú này, xe đồng xu này. Hả? Nghiệp này. Đấy cái đồng xu rồi. Cho nên tôi nói với ông là nó để cho tăng cái độ sáng màn hình lên. Ở đâu? Chú thấy không? Từ khi tàu vào. Thôi năm đồng xu hai hào á. Thằng nào nói phép. Ông này lại đang nói đến thằng lợi chẳng biết nữa là tôi xôi. Đừng nói phép tôi nhắn tin cho nó vừa cho thằng Nghiệp này ấy này. Đây này chú này. Đây mà ăn món đồ tèo lên đen là ăn gì đó 100% này. Đây này. Đây. Nhưng mà lúc kia hai hào này là hôm cái đấy chỉ có là làm thì chú bảo chú không biết cái đồng hào này. Cái đồng xu hai hào kia nếu ông nào mà không được mà lúc tôi chết mà nhân thì biết thì đấy có cái đồng tan đấy là nó sẽ khơi dậy cái nhớ được. Vâng. Thời điểm đấy ngay. Thế thôi.
Vâng, thì là chắc phải có người chứ. Không làm sao mà tự nhiên lần này nghĩ nhiều. Đây đồng xu hai hào. Cái vị trí này em thấy là nó không xứng với thời điểm đấy. Cái gì hào? Nhưng ở đây ông chiến đấu ở đây ông biết ông Độ phó chủ tịch mặt trận chịu chiến độ. Ờ? Đây ảnh nó đây này. Đây tôi đã bảo 42 năm tôi mới tìm được 4 thằng. Trung đội nó đánh nhau đây đi hơn nửa. Thì mang cái đôi chôn. Vãi trên hào trên kia. Là thằng chịu chiến độ nó còn được cáng thằng trung đội trưởng của nó là ông Kình người Long Cai Vĩnh Phúc. Nhưng mà như chú như bác này nói là chính xác, tại vì hồi xưa là đang chạy này thì mặc quần áo bộ đội là sợ bị bắt. Sợ tôi không này đâu nhìn quen cười nào anh ấy ở đâu mặc quần áo dân sự ngay lập tức làm cái bata xanh vào đây từng người dân. Bỏ mẹ nó túm được cái con chết à? Bây giờ bác ở đâu? Đây. Cách đây cây thôi mà. Thằng Độ đây. Vâng, đây tôi cũng có cơ mà. Nó lính tôi cơ mà. Trung đoàn 188 rồi trên C18 thông tin. Sau này nó đánh nhau đây chán nó mới chuyển sang bên pháo binh của các anh thôi. Đúng rồi. Nói thẳng như thế, không kể lại như thế. Đúng rồi. Nó đang học ở trường dưới Ngân Sơn kia. Nó đang học lớp báo vụ Ngân cùng, Sơn. Cùng ông này anh trai ông này. Vâng. Sau khi tìm gặp thằng này đấy, anh Quân lên mà có thằng nào chụp cô ảnh và mấy ông lính ta đi thích nhà bao một khẩu súng. Tôi chẳng có năm tay. Tôi chẳng có năm tay. Tôi này có năm tay. Tôi năm tay. Anh trai em cũng sinh năm 17. Linh nhưng mà em cũng năm 59 với năm 60 À chú là bạn chơi với chú Hiệp ạ? À? Chú Hiệp ấy đi học trung cấp với nhau ở dưới Bắc Giang ấy, ở dưới Nam Định ấy. À. Nam Định là anh em là học với nhau. Đấy. Tên gì nhỉ? Khuê. Khuê. Chú là cái gì Khuê ạ? Vi nghiệp khuê. Cảnh khuya đấy. Vâng. Cảnh khuya. Vi nghiệp khuya. Vâng. Chú ấy đang tìm người anh trai. Anh trai ruột mất tích 43 năm tại Cao Bằng. Cũng ở trên trận đánh ở đây. Nói ra thì có tiêu cực, các anh thông cảm. Tôi mà hồi đó bị cắt cổ, thằng kia nó cắt cổ bị bắt rồi, nó cắt cổ tôi đây ấy. Hoặc là tôi chết đây ấy, thì giờ này cũng vô danh rồi, lão thằng nào biết. Đến giờ này 43 năm này có ai hỏi thăm tôi câu nào đâu, đến nó đắp nhớ cái đéo. Vừa rồi được nghỉ hưu không? Anh được nghỉ hưu không? Tao nghỉ hưu là tao chế độ công nhân của tao chứ. Có cái tham gia chiến dịch ở đây ấy mà có ai hỏi thăm tao câu đéo nào đâu. Tao nói chấn mày đấy. Mày đi hết mẹ, con nào hỏi thăm. Mày đi hết mẹ, sao sang bên kia rồi. Con nửa thôi. Bây giờ con đang tìm một chuyện đấy. Con nửa thôi. Đi con nửa thôi. Bạn mẹ đi con nửa thôi. Nửa kia nếu quên biết. Đấy, anh hiểu không? Nói chung là các cụ thời xưa là anh mới biết cảm giác này nhé. Tầm mất một nửa rồi. Đúng không? Phải đùa đâu. Làm cái thủ tục cho mình được chứ. Phải có tổ chức bênh mình mới được. Một mình kêu không được đâu. Có những cái rất thiệt thòi. Nhưng mà tôi nói thật đấy, tôi đánh nhau ở đây thì tàu bắt này, chốt này. Mày xít nó còn bị nó cắt cổ ở đây. Nó bê bắt cháo nấu nó canh buổi sáng. Còn tao bị bắt từ buổi chiều tối mới nó trói mẹ gồng bằng dây điện thoại vào này. Trong lưng nó cổ nó quăng rồi. Anh bây giờ còn có bạn nào chứng kiến việc đấy không? Chứng kiến việc này á? Chứng kiến việc này thì thằng Lèo Văn Cảnh Lạng Sơn cũng bị bắt cùng. Đây, nó giải bọn tôi đi qua đường vòng kia. Xuống cái xe này, đi qua đường kia. Thì tại sao tôi lại nhớ được, biết được tên thằng này là thằng Lèo Văn Cảnh. Mà những thằng khác tôi lại không nhớ. Lý do tại sao nhớ tên nó bảo là trên cái đường giải đi ấy, còn tôi tổ tăng đồng giải đi. Thì nó mới nói câu này, nó bảo là tôi tên là Lèo Văn Cảnh, tôi quê ở Lạng Sơn. Nếu như mà ai trong số người này còn sống thì mai sau ấy kể lại cho mọi người nghe. Bên đội thuê à? Vâng. Thế là mình cũng nói luôn, mình bảo mẹ ơi thằng này nghĩ nói hay, mình bảo tôi tên là Chiến, nhà tôi ở cổng bệnh viện tỉnh Cao Bằng. Thế mình nói thế thôi, cho nên là cái tên nó mình nhớ mãi. Đấy. Nó bảo tôi là Lèo Văn Cảnh. Thế nhưng mà tôi chỉ theo Lạng Sơn. Theo như anh khai quật. Nếu như anh em đây mai sau nếu có ai còn sống thì kể lại cho người đời nghe. Vâng. Thằng này cao to đẹp trai lắm. Thằng Hùng nhà thế thì chú bác thì là năm đấy là bao nhiêu người bị bắt ạ? Thế thì chắc là người bị bắt ở đây đưa xuống khoảng 7-8 người.
Thế là mấy người kia vẫn còn sống hết không hay là... Thằng nghèo con cảnh bây giờ chết rồi, còn những thằng kia bị bắt thì bây giờ đấy không được bắt 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 bị thương thì mới bị bắt là cái thằng bị thương thằng không? Bắt sống thằng bị thương thằng không? Mẹ nó lên ở kia, nó đánh người vào cái cua bên trong này. Như chú ơi, còn mặc dân quân rồi này, đi va ta luôn rồi này. Chú cũng công minh ấy nhỉ, chú là lúc đấy là quân nó đánh úp nhanh quá đúng không chú? Chống được 14 ngày. À. Chống cũng là chống trả là nửa tháng. Chống trả nửa tháng. Trượt đến 1 đến 2 tháng rồi bắt ta đéo trượt được nữa rồi. Quân ta năm 79 chống trả. Chết rồi, chết em qua trên mạng. Qua. Đúng rồi, mẹ chạy cối cho nó đéo được. Chú này bị bắt sống thì là chú bị thương mới đây đây là... cái sẹo đầu còn đây. Đây, nhưng mà không phải vì cái sẹo này mà nó bắt được đâu. Nó vây được. Rồi đây nhá. Tôi đã kể cho ông nghe là nó đánh từ hướng như kìa. Nó đánh từ hướng bên này. Đánh thẳng vào này thì mình ở đây này. Đánh thẳng xuống này, chặn nó đây này. Thì nó đánh vào nó không lên thẳng đây được bởi vì khoảng 27 đặt ở cái vị trí chỗ chân nam tem kìa. Đấy. À. Xả xuống thì lính của mình giải ước lượng rồi này, đúng không? Trên đồi này bắt đầu nó mới cua vào đứng bên trong, nó đánh cua ngược lại, nhưng mà đến tận chiều tối nó mới chiếm được chốt. Coi như là mình vẫn cầm súng trong tay, súng chăng nó còn súng với con rồi, nhưng mà lúc bây giờ là cái bộ phận dưới là hết đạn rồi, là tan trận rồi, chỉ còn khẩu 27 là còn nặng thôi, nhưng mà khẩu 27 chỉ còn vài thằng thôi. Cuối cùng nó cua vào đường bên trong, nó đánh ngang sang ở dưới này lên, mà cuối cùng là lúc bây giờ chỉ còn cái chỗ hội bọn tôi là chỉ may còn là nó không bắn gì. Ê, nó bắn nhưng mà đeo súng thằng Tâm. Mẹ bọn tôi lúc kia nó chạy lúc ấy gần tối rồi, khoảng 5 giờ rồi, thằng Tâm hôm trước nó còn về đây này. Nó bảo là mẹ tao trước còn chết, nó bị đánh ở đây thì nó giạt lên đây, xong nó chạy ngược ra cái chỗ tan. Thì tỏ nó bị nhân văn đi chứ nhỉ, không bắn chết mình là nó nhân văn đi. Không phải nhân văn mà nó bắn đeo chúng nó lúc chạy loạn ấy. Không chạy. Bảo lúc chú là đang nằm ở hay là chạy thì nó bị nó bắt sống. Chạy toán loạn thì lúc bây giờ nó quay đông cái kia thì nó bắt sống cho mình đó. Bắt được chết rồi. Tay hàng là gì? Phải không nhỉ? Không chống cự. Nó bắt hết xong rồi bắt nó về chói nó đấm nó chưa chói quân nó xông vào nó đánh như là lúc bây giờ tay còn cái gì nữa đâu. Còn cũng đéo làm gì. Đông quá rồi. Đạn thì ít, cơ số đạn thì ít, nó bắn cả ngày hết rồi. Bốn quả liều đạn nhá, bốn quả liều đạn của tôi là tôi nện ở cái góc phía bên kia. Tại vì nó đánh ở cái cua kia xa, ở chỗ bên kia nó dốc hơn. Ở chỗ kia nó lên đông hơn, bốn quả liều đạn cuối cùng là nện ở góc phía bên kia. Hồn đạn 12-7 là còn, nhưng mà lúc bấy giờ chỉ còn mấy ông 12-7 với nhau thôi. Thằng chết thằng sống ở đấy thì về sau nó ào ạt lên kìa. Bắt đầu chạy toán loạn thì lính nó ở đây lên rồi cua ngang nó đánh sang. Mẹ chạy toán loạn thì nó bắn xào xạc. Còn đéo với thằng đầu gục nó xong rồi. Thằng đéo cũng kể mà là... Đúng rồi, đúng không? Nó đánh ở cái cua góc bên kia đánh ngang sang. Thì còn ở đây có thể thẳng lên được đấy, cho nên cái thằng Tâm trọng đấy là bài đấy. Nó bảo là tao nằm ở dưới hai làn đạn cối mà, tại vì đúng nó nói thế đúng, nó đóng ở cái vị trí ngay dưới gốc khe này. Thế thì 12-7 mình ở trên kia xả xuống cái bờ khe này, tàu nó cũng không vượt qua được cái khe đâu nữa, và nó ở bờ bên kia nhá, mẹ xả nó cứ quét không sao nữa đâu. Còn đồ binh mà mình nằm ở đây, lính mình đây nhá. Thế thì nó bảo tao nằm ở dưới hai lần đạn mẹ ngay trên đầu ấy. Mình bảo á, thế là đúng rồi. Bên kia thì nó tẩm ngược lên, trên này mình tẩm xuống. Kém nhưng mà không có khẩu 12-7 này ấy, thì cái trận địa này á, tan sớm. Nhờ có khẩu 12-7 này, bây giờ tìm mấy thằng này không tìm thằng nào. Chỉ theo mình dự đoán khẩu 12-7 này của thằng Trung đoàn 8-1 thôi. Đặt trên thế nào? Một là già chết, hai là chính đạn chết. Thằng chết đầu tiên, thằng chết đầu tiên của cái thằng khổng 27 là thằng Ngôn người Thái Nguyên. Cái kia thì nó thằng Ngôn người Thái Nguyên bị quả cối. Chỗ nào hỏa lực vào. Cái hầm đàn như này nhá, toàn cái cây cầu này rất dày. Nhưng mà nó ngồi cửa hầm như này ở bên trong vào nó. Lúc cái cối lúc giờ bác lắm. Nó ngồi cửa thì coi như quả cối đúng rồi. Mét hầm. Mà những cái cây to này mà hai tầng đất dày này mà nó cũng mét hầm thằng này tan như. Thằng Ngôn. Đó là thằng hy sinh đầu tiên của lính 27. Nằm sau khi đó, nó bị phát là kéo nó nếu xuống nằm hầm thì phải
trên đỉnh cao nhất đúng không? Kéo nó nằm đỉnh xuống đỉnh hào này, xong rồi con nhu với con lụng là của cái tổ lâm nghiệp ở đây này. Đấy, nó còn vứt cái ni lông ở trong hầm đạm ra, xong rồi giải cái ni lông ra chụp đè nó xuống. Còn tao bò có sắc thần ngôn suốt chiều. Lúc ấy thì cũng sợ cái gì? Hầm là phải có mặt đỉnh mới có chứ chú. Không, đây có hầm rồi. À, ngay đây này có người dưới này bỏ nó đào hầm cá nhân có hết rồi. Cái hầm này không phải là cái đơn vị. Cái đơn vị này đến đào đâu mà các đơn vị trước ra đến đào rồi. Đào trước rồi. Cái hầm này 27 hầm đạn sâu, có nắp. Có nắp gỗ ấy, nắp đất ấy là các đơn vị trước đã chuẩn bị trước rồi, hầm đạn ở dưới, các hộp đạn xếp ở dưới hầm đây rồi. Ở trên này cháu thấy có hai vị trí đặt súng 12 ly mà, đúng không? Có một cái phía đằng sau, một phía đằng trước. Đó. Đúng, chính xác. Ngay trên cột Viettel này. Bây giờ vẫn còn hả anh? Đúng. Bây giờ vẫn còn. Đấy, vẫn có cái bệ. Nghe bảo dân bảo là bây giờ cái chỗ kia người ta làm nghĩa trang đúng không? Vẫn có cái cột trụ đá ấy. Đấy, tao là xích chết rồi đấy. Đây này, cái sẹo này cũng ở đấy. Nhưng mà bây giờ có ai hỏi thăm tao đâu. Không. Cái này tiêu cực này, chú ý để làm cái gì? Đéo được cái gì hết. Đến bây giờ còn không ai hỏi tao một lời. Không có giấy tờ. Không gì hết, không gì hết. Coi như là dân thường những người làm ruộng. Chẳng qua là tao công nhân cơ quan này về đi làm thì hưởng cái chế độ mất sức của mình. Nhà bạn này chứ còn là tao cho nên cái chuyện đánh này như là lớp kia bảo là thằng kia bảo là chứng kiến thằng thừa sinh này bảo chứng phép anh chưa đây chưa đi được về làm cho tối nay ngủ là ở đây thôi tối nay ngủ ra anh em gặp nhau nói chuyện đúng rồi đúng rồi bảo là hôm nay đến nhà chơi nó đấm một nó đánh một tôi bởi vì anh ấy được còn chỗ nào đứng sau chắc chắn anh rất là thiệt thòi nhưng mà tôi đi qua rồi đến đây chào mấy em nhé chào mấy em nhé chào chú có gì chào các chú nhé chào anh chào anh đấy, đúng thực tế thật chứ đúng không anh nhỉ không nói là chính xác đấy. Thì ở trên này cũng có vẫn có lô cốt để bắn à vẫn ở trên à ở trên trên này con thơ này nó bảo em không sau khi tàu hay đấy thế có thỉnh thoảng hội có em có lên trên kia không hả cao đây là sau cuộc video này rồi anh chị đi lên đường nào nó là bệ súng á nó là cái kiểu như là tháo vào trong bộ binh nó mới đến thế thì coi như là đang ăn thì tôi thiếu bát thì tôi còn nhường bát cho mấy thằng biên phòng lính công an Vũ Giang mà mấy thằng lính ở đấy mình bảo bọn mày ăn đi mày bắt đầu pháo xít vào mặt nó tái hết mà mình bảo bình tĩnh ăn đi không chứ nó đéo có ăn đâu mình còn nói thế nó bảo quên ăn đi thế thì tôi cầm cái môi tôi cơm thì hôm ấy nó nấu khê cái kiểu chú ở đây mặc quần áo lân sự vào bút chú hết là nó nấu okay, cơm khê xong rồi tôi cầm cái môi tôi múc cái nồi canh này. Nồi canh hôm ấy đó là có cái gì chỉ có không. Chua nấu với lòng mề gà cái, thôi cái chú lúc đấy là chú cũng bảo là chú chiến đấu 14 ngày rồi người sau mới vứt xương sống là mặc áo dân cũng mặc 3-4 bộ 4-5 bộ liền cho nên là bây giờ mới nói lại là cái hành quân này tại sao mình nghĩ là bây giờ quân bị tan tác rồi thì chẳng loạn hết rồi trận vỡ trận rồi cái chiến trường
trường thì nó chung một loạt ở đây mà. Quy tập về thôi. Đấy, cái này chắc ở hàng dưới. Cái này chắc là chôn ở hàng dưới. Tổng dốc mà. Cái này ở đầu dốc. Nó là xài. Chắc là trên là... Hồi đầu nó chưa chôn sâu cái này. Tôi nghĩ là nó làm đường nó biết nó mới không được. Không. Cái này chưa có đường, đường mô đất lên mô cao mà. Chẳng qua là chôn ở đầu dốc. Lấy mấy cái này đi hết mình mới sang lên mà. À trước đó là có mấy cái nhỉ bà chú nhỉ? Không thì chưa có mấy cái. Các bác là dân đấy gì? Thế thì từ xưa nay là không ai được người nhà biết đâu. Nhưng mà ở đây có thì chắc chắn là đấy. Ở đây thì người ta đến thắp hương cái là vùng ngay nhưng mà. Thế nhưng mà theo các quan điểm của các bác ấy thì đây có phải là liệt sĩ không? Chắc chắn chỉ loạn 79 thôi. Đấy, mình cứ nghĩ lúc 79 này, lúc 79 này chắc chắn kia mà người ta cũng không từ người ta loanh quanh không ai nhận biết chứ, không ai nhận hết. Không ai biết hết. Không ai nhận được cái này. Mà bây giờ mình lại mà không ai biết. Mình lại nói là đồng một chuyện đó. Lại ngồi đi. Mình lại nói là một chuyện nữa mà không ai biết. Mà bây giờ cũng còn ổn. Bây giờ anh bảo là liệt sĩ thì như thế nào? Bây giờ không ai biết. Răng nó mục bây giờ liệt sĩ nhưng theo quan điểm của tôi ấy là cái gì? Dân bản xứ ở đây là không ai nhận từ xưa nay là cái nhất. Cái thứ hai nữa ấy, là lính tàu đánh nhau ấy chết nó không bao giờ chôn, nó chết vào nó đốt đúng không? Tàu một là nó lấy xác đi, hai là nó chết vào nó đốt. Cái này trong miệng còn độc thu Việt Nam mà. Ờ, là nó đốt. Cái thứ ba đây là trận địa giao chiến giữa ta với Trung Quốc đúng không? Đây là trận địa rõ ràng rồi. Hai bên đấu súng đúng một ngày ở đây cơ mà. Lúc ấy khoảng 9 rưỡi bắt đầu là bộ binh nhau mà đánh tận chiều cơ mà. Chết có ít đâu. Cho nên nhiều người bảo chết không phải đâu, bảo bạn biết quân mình ít. Ờ, thế thì nhiều. Sau khi chiến tranh xong ấy thì cái đơn vị bộ đội là những cái đơn vị sau thanh niên xung phong thì dân quân họ dọn dẹp chiến trường thì bắt đầu họ mới chôn cất ở đây một loạt đúng không? Chính xác nhé. Ở cái sườn đồi trên chỗ bờ tre này chôn làm hai loạt. Nói chung là gom vào. Dân quân gom vào. Chôn anh à, ở cái sườn đồi này là chôn hai loạt. Còn ở đây là chôn một loạt ở dưới và lên trên này. Hồi ấy là tôi về tôi đều đi tham quan lại thế. Cái chú về trước bị bắt là bắt sang bên Trung Quốc, gọi là ở Việt Nam mình. Nó bắt đưa đi Trung Quốc, nó giao giả ngày 5 tháng 6 năm 79 tại những người quan đợt 3. À chú là bị bắt tận tham bên Trung Quốc ấy. À 4 tháng rồi. Không, hơn 3 tháng một tí. Đó là như thế. Cho nên đến bây giờ ai muốn hỏi thì bảo ờ đời tao nó thế đấy. Tao không đéo đoàn, đéo đảng, đéo gì hết. Thế rồi. Nó đúng rồi đấy, không phải tiêu cực. Mà bây giờ nó cứ bảo thằng tàu bắt về nó cũng đéo tin nữa. Nhưng mà trước chú bị thương là không có giấy tờ gì hết. Chả có giấy tờ, đấy xếp đầu này thôi. Sau bắt đi trao trả về, về tao lại đi làm ở cơ quan, cho đến tận giờ đó, già là này thôi. Nhiều người có... Nếu mà trao trả phải có giấy chứ đúng không nhỉ? Làm gì có giấy, mà... có công an gọi lên dọa thôi mày ạ. Công an nó gọi lên, nó hỏi tại sao anh bị bắt, anh bị bắt ở đâu, anh bị bắt trong trường hợp nào. Lên thì tao chán, tao đánh nhau đây thì bắt thế, nó bảo. Về còn sau nó hỏi chán nó còn nói cái câu này đấy. Thằng nông kia hạp trưởng công an phường Thánh Trà Lĩnh ấy, về hưu rồi. Tại sao người ta không bị bắt mà anh bị bắt? Mà đi mẹ rồi. Mình bảo đi bẻ cho ông đi chạy, các ông chối chạy đi đâu. Cối ra còn đập bàn nó chứ không ai tưởng. Đi hỏi câu này đúng là tại sao bao nhiêu người muốn bắt anh? Hỏi câu này thì đúng là thằng hạp đấy, thằng nông kia hạp đấy. Anh hỏi cái tôi câu này tôi chịu giật. Tại sao mày bắt? Thế mày đi hỏi những người thằng chết đi. Tại sao người ta không chết mà mày trúng đạn mày chết? Chuẩn. Hỏi lung tung. Cay lắm. Đấy mà còn thờ là còn mày xuống đó là cay. Vâng. Cho nên là lúc mấy thằng Diệp mới bảo là thằng Lợi kia là phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố về hưu đấy. Còn nó bây giờ là bí thư tỉnh đoàn đấy. Đấy bảo là xin mời nhà văn nha. Ông Lợi này là chỉ đi theo bộ đội thôi chứ không phải. Nó là dân quân nhưng đéo với nó ở đâu đây. Nó đéo đánh nhau đây. Không. Trong khi đó là thấy bảo chạy đi theo bộ đội thôi đúng không? Lúc nãy thằng Hiệp mới nói bảo là nó kể lại là thằng Thừa hy sinh ở cạnh thằng Lợi. Mình bảo mày phét. Không phải đâu. Thằng Thừa nó chết ở chỗ kia, tao ở hào trên nó hào dưới. Cháu thấy người ta kể bảo là
Tao hôm qua ấy tao chửi ra đến bây giờ thấy tao còn tránh mặt. Theo cái tiểu đội trinh sát ở ngoài thành phố đi vào đây thôi. Bị thương thôi. Nó là như thế. Mày nhiều chuyện lắm. Mà cái núi này bao nhiêu máu của bọn tao đấm cho máu mồm mà hộc ra mà ướt hết từ mẹ từ mồm cho đến gót chân tưởng chết. Thằng nào nó đấm nó đánh mà nó bo khỏe nhỉ. Thôi về đã. Chào nhà nhé. Nói mẹ phải nói ấy. Nói ra nhưng mà chúng à. Còn xuống giản luôn tay nữa. Đã ngã xuống. Đúng rồi. Đầu cái bờ bên kia là bọn tao trên một cái hầm nhìn là thấy hết mà. Tao chưa cái nhìn là nó thả bắt cung nó mà cung nó chạy lên kia đấy. Mấy không có cây. Nhìn cái này mai kia thì cây làm như này thì đánh nhau được. Vâng. Do cái thứ là cái bên đấy. Coi nghe chào. Chào anh nhé. À, chào chú. Chào ông. À đây là làm cái miếu à? Hay là đi chôn. À đi chôn à? À. Chôn. Nếu mà quần áo nhưng mà quần áo này con lắp túi là toàn thế này hết. Còn hát chỉ thế nào bạc lao. Mà là cái này nó cũng thế này. Không thấy cổ tay. Cổ tay áo này nó cũng kiểu này. Anh lấy nào cho nó. Cái nắp túi này nó cũng kiểu này hết. Theo dài đường hay là nắp thế này là một là dân quân hay là chỉ quân đội. Chắc chắn là quân đội. Nếu mà có cái nắp túi này còn à bác là người không được mặc cái áo có nắp túi này đã phải là lính dân à cái nắp ở túi áo ngực ấy bác là người ba là người hoặc là dân quân nhưng mà dân quân lúc ấy chưa có mặc quần áo đâu chưa có áo này mới mặc áo mặc trên vâng. Chưa có mặc quần áo đâu đấy thông tin của bác là tuyệt vời dân quân trước kia là nó chỉ mặc quần áo chưa có áo tay này nó vẫn có là khí thế này mà cái nắp áo nó mất túi áo này nó cũng thế mà vẫn có cúc mà không phải cúc cái có nhưng mà nó cái kiểu này à những đứa dân mình lúc ấy nó vẫn có dân mình lấy cái thời kia là phải nó vẫn có cái lỗ này để đóng cúc cả nhưng mà nó có hình này có hình như cái nắp ý là nó vẫn có cái gọi là quân đội là nắp thì nó vẫn có nắp túi vẫn có nhưng mà không có túi hả bác có túi không bác túi rách hết rồi à túi rách hết nhìn thấy cái nắp không hai nắp không à hai cái kiểu này không ở đây cái chỉ là một cái vâng chỉ một cái rồi áo một cái yeah. Bác là người kiều ra mà thì bác rõ nhất bác xác định là quân đội chính xác xác định áo mà nhìn cái áo thôi nhìn cái áo cái này là nó có khuy áo này cổ tay là hai có không, không có quần hai mắt này còn và quần cũng có quần lại không có quần không có không có áo nhưng mà quần không có chẳng lẽ cái sợi dây chuyền là cái quần này không cái là cái gói vòng vòng gói hay là vòng. Lúc đấy mặc quần đùi đang nghĩa là phải có quần chứ không vâng không có quần quá là chứ không có quần bị thương thì nhưng mà hai mắt túi là kiểu này là có quân đội chắc là cũng phải có quần chứ nhưng mà là nhưng mà cái quân đội ấy, nếu mà áo bay á, cái kia nó là mặc áo bay quân đội nó mới có kiểu này thôi. Wow. Thời áo bay á, bay cháu cho biết không? Đấy, thời áo bay mà. Còn mà như cái áo bây giờ thì một cái áo hồi xưa là đúng không? Pha lon mà, áo bay là pha lon. Càng giặt càng trắng lại kia à? Nó bạc đi đây. Bạc xanh hết nhỉ, xanh hết của màu cỏ rêu à nhỉ? Xanh hết cả. Vâng em sẽ cho lên. Đi lính nhiều mới biết được. Không đi nhiều ấy. Không nhiều. Ờ thì. Áo bay nga. Nhưng mà cái kia là cái võng rủ à bác? Em ngồi dưới này thôi. Thế sao không có quần nhỉ? Thế
thế mà là không có quần, vải quần không có thế nào, thay cái áo cũng thôi.